Moonstar, mình là Linh. Và mình là Hiệp. Sắp tới là ngày lễ 31 tháng 10, không biết các bạn có biết đấy là ngày gì không nhỉ? Là ngày Halloween. La noche de Halloween. Yo, quiero big oye la parte. ¿Puedes me? Yo, jasne. Potrebo ese cope decorate a costen. A chim chceš být? Chtěla bych být postava klauna ve firmu IT. Znám místo, kde to můžeme koupit. Kde? Je to hned tady. Super, jdeme. Pamatuj si kostým a dekoraci. Jo, tady je kostým. Jo, tady. Hele, tady je ten kostým. Jo, už mám. I až je dekoraci. Tady jsou masky a dekorace. Hele, tady už mám masku. Tak ještě balonky. Jo, tady. Tohle. A tohle. Dýně. Jo, vezmu ještě tohle, to je letopír. Hele, tady je duch. Jo, ještě tady pavouk. Také se těšíte na Halloween jako my? Děkujeme, že se dokoukali do konce videa. Máme tu pro vás následující otázky. Kdy se koná Halloween? Jaké jsou symboly Halloween? Napište nám do komentáře. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng mình nhắc lại những từ đã xuất hiện trong video này nhé. Decorace, decorace, đồ trang trí. Costume, costume, trang phục hóa trang. Balonki, balonki, bóng bay. Maska, maska, mặt nạ. Netopir, netopir, con rơi. Pavok, pavok, con nhện. Duh, duh, con ma. Dýně, dýně, là quả bí ngô. Và dýně là biểu tượng của Halloween đấy. Các bạn đã có ở nhà chưa? Còn mình thì đi chuẩn bị đây. Còn bây giờ thì thời lượng của video đã kết thúc. Nếu các bạn thấy video này bổ ích và hấp dẫn thì các bạn đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và đừng quên theo dõi chúng mình qua các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok và YouTube. Còn bây giờ thì bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video thú vị tiếp theo của Moonstar. Mình cảm ơn ạ.